xin chào quý vị à, hôm nay một lần nữa ngọc nhi lại nói về à, cách để giúp quý vị là làm thế nào để một cái làn da đẹp và trẻ hóa làn da thế nào à, trong 15 năm qua đó công ty chúng tôi có rất là nhiều sản phẩm để phục vụ quý vị nhưng quý vị để ý đi cứ mỗi một năm hai lần bưu cho ra đời những cái sản phẩm mới và hiện đại hơn có những chất mà FDA đã đồng ý chấp thuận cho ra thị trường rồi những chất mà À, khoa học nó vừa mới phát hiện ra làm thế nào cho cơ thể tốt, cho da mình tốt. Nhưng người phụ nữ Việt Nam chúng ta đó, chúng ta ít thức cơ hội tiếp xúc, bởi vì chúng ta qua bên đây rồi, hay là ở Việt Nam chúng ta phải lo cơm áo gạo tiền. Một cái tâm lý chung nữa đó là quý vị hấp tấp, quý vị muốn làm đẹp nhanh. Một cái nghịch lý như thế này là trong mỗi ngày, hồi còn trẻ chúng ta chỉ biết là, là lo đi làm cực khổ vất vả để cùng gánh vác sự nghiệp cho chồng rồi chăm sóc con cái, chăm sóc bố mẹ, chúng ta quên đi bản thân chúng ta. Và chúng ta quên đi cái làn da mình luôn nữa. Đến khi vào tuổi trung niên, sự nghiệp ổn định, bố mẹ cũng đã già rồi, con cái lớn lên rồi. Thì lúc này quý vị giật mình nhìn lại thì làn da của mình nó đã nó đã già cỗi. Nó đã nám, nó đã có nhiều đốm. Và chúng ta đã già nua thì cuộc sống hôn nhân lúc này nó bắt đầu có những cái vết rạn nứt từ những cái vóc dáng bên ngoài của những cô phụ nữ trẻ đẹp hơn chúng ta thì khi đó chúng ta giật mình nhìn lại mình thì dường như hầu như đã trẻ bởi vì một làn da mà nó bật đã bị nám bị lão hóa nó không phải xuất hiện một ngày một hôm mà nó xuất hiện hàng nhiều năm đến một cái thời điểm nào đó nó phát ra bề mặt da quý vị thì lúc này cái tâm lý của quý vị cũng như ngọc nhi ngày xưa khi phát hiện bị nám thì ngọc nhi Ai xúi cái gì Đi mua cái nấy về thoa lên mặt Ai kêu uống cái gì uống cái nấy Ai xúi lột da lột cái nấy Càng làm Cái làn da chúng ta nó càng mệt mỏi Nó càng bị áp lực bởi hóa chất Nó càng bị áp lực của tâm lý chúng ta tạo cái nó Và cuối cùng nó không kết quả Sau nhiều năm nghiên cứu Chính Ngọc Nhi đã thay đổi được làn da của mình Làn da Ngọc Nhi bây giờ đó Mỗi ngày ở tại thành phố San Jose, Ngọc Nhi không bao giờ trang điểm quý vị nào mà sống tại San Jose hay có dịp đến San Jose, quý vị đến địa chỉ là 2268 đường Center, 2268 đường Center Suite 198 để gặp Ngọc Nhi. quý vị nhận thấy được một cái làn da của một người phụ nữ là đã năm mươi mấy tuổi gần 60 tuổi nhưng mà cái làn da đó nó rất một làn da của một cô thâm mấy tuổi thôi. thưa quý vị Ngọc Nhi đã đã làm được cái điều mà rất nhiều người phụ nữ chúng ta mơ ước đó là đảo ngược cái lão hóa của làn da làm trẻ là cái làn da của mình ông quý vị cứ gặp ngọc nhi ở ngoài đi cứ đến tiệm gặp ngọc nhi đi rồi quý vị sẽ nhìn thấy là cái làn da không có một cái tí trang điểm nào lên hết không tí phấn nào hết chỉ có một cái loại cream dưỡng da để mà dưỡng ẩm mỗi buổi sáng thôi và không tì vết không có một cái đốm nào hết thì đó là một cái công sức rất là nhiều năm mình thấy rất là nhiều năm thì cái kết quả được đó là từ lúc mặc như nám thật là nặng nám một cái trán và hai gò má nó có về có về đấy quý vị còn khi không can đảm nhìn mình trong gương mà thậm chí khi trang điểm đó để mà để mà mấy cấp đó cái người thợ trang điểm rất là cực phải che những cái lớp rất là dày mới cover được những cái đốm nám đó thấy tội lắm quý vị từ những cái mặc cảm bản thân hoặc suy nghĩ ra là ở trên thế giới này trong cộng đồng Việt Nam nhỏ nhắn này có hàng triệu phụ nữ giống như Ngọc Nhi mà không biết làm cách nào. Từ cái từ những cái thôi thúc trong lòng mình cộng với lại là cái đam mê đã đảo ngược làn da của mình, Ngọc Nhi bắt đầu và xuất hiện ở thị trường một cái sản phẩm để mà trị quý vị, giúp quý vị đảo ngược lão hóa, đó là collagen. 15 năm về trước, collagen BioMo đứng đầu thị trường Công ty Biomol là công ty đầu, đầu tiên đưa collagen uống vào Hoa Kỳ. Người Việt Nam lúc này mới biết được collagen là gì. Chúng ta không có theo dõi được các đại Mỹ. 15 năm sau, collagen của Biomol vẫn đứng đầu thị trường về đảo ngược lão hóa của người phụ nữ, của cơ thể người phụ nữ. Và những sản phẩm đảo ngược lão hóa từ những cái loại cream dưỡng da hay là vitamin bắt đầu xuất hiện. Những năm gần đây, Ngọc Nhi bắt đầu dùng vitamin để tung ra thị trường để giúp quý vị đảo ngược lão hóa của da bằng các chất vitamin. À, từ ngàn xưa đến nay, khoa học họ đã nghiên cứu ra hàng trăm hàng ngàn loại vitamin cho cơ thể chúng ta. Quý vị thấy quý vị đi Costco, đi các Walgreens, CVS, đi các cửa hàng thuốc Tây của Mỹ. Quý vị đứng trước một cái kệ vitamin đi. Hàng ngàn loại, quý vị không biết cái loại nào là cái loại nào cho mình uống luôn. Quý vị bị hoang mang luôn. Ngọc Nhi cũng là nạn nhân của cái việc đó bởi vì chúng ta không phải là người bản xứ. Cái ngôn ngữ là con ngôn không phải của chúng ta. Chúng ta sống ở một cái đất nước mọi thứ đều khác hết. Và chúng ta qua đây để đi làm kiếm tiền lo gia đình. Chúng ta không có thời gian để học hỏi cái này. Ngọc Nhi bị như quý vị cho nên khi đứng trước một cái quầy thuốc nó hàng ngàn cái loại vitamin. Ngọc Nhi mới chợt nhận ra rằng là cả triệu người phụ nữ Việt Nam giống như Ngọc Nhi và quý vị không biết dùng cái nào. Ngọc Nhi bắt đầu nghiên cứu các loại vitamin cho già và từ đó ngọc nhi đã hợp tác với những nhà sản xuất nổi tiếng ở tại mỹ đã được fda chấp thuận phân xưởng của họ sản xuất vitamin bắt đầu xuất hiện những loại vitamin cho da nhưng khi mà quý vị dùng vitamin mỗi ngày cả bụm cả bụm mở ra cái mùi thuốc nó ngán vô cùng ngọc nhi bắt đầu chế thành những cái viên kẹo thơm quý vị nhai vô miệng nó rất là thơm rất là kích thích mình nhai và đặc biệt nó đủ các chất cần thiết cho da và cơ thể quý vị. Quý vị biết không? Cái vitamin A đó, hôm nào quý vị đâu biết là cái gì? Thực chất vitamin A dùng đúng liều, đúng liều đó là 2.500 microgram, chứ phải là miligram nha, mỗi ngày một viên. Quý vị ta không có tì vết trên da quý vị đâu. Thật là trong các loại vitamin làm đẹp da không thì chúng tôi đều có cái hàm lượng vừa đủ của vitamin A thứ nhất rồi lại những cái loại cream cũng vậy chúng tôi nghiên cứu những cái loại cream nào để giúp cho quý vị dường như là uh, nuôi da quý vị một cách thật là đẹp trẻ hóa da mà không ảnh hưởng tới cái tế bào da của quý vị mà nó lại phục hồi được cái tế bào da đã chết quý vị và bây giờ nhau thai cừu làm từ cái viên nhau thai cừu nhau thai cừu là khắc tinh của nám đúng không quý vị mà bây giờ đó thì quý vị không biết phải làm sao mà tìm được loại nha thật. Thì BioMore đã được FDA Hoa Kỳ chấp thuận nhập vào Hoa Kỳ từ Nhật Bản loại viên nhau thai cù có ba cái chất làm rắn da. Trên màn hình xuất hiện đây là cái chai Beauty Dose là một cái viên nhau thai cù kết hợp với các chất mà giúp quý vị tái tạo là cái làn da quý vị. Đầu tiên nhất trên màn hình sẽ xuất hiện là cái vitamin A vitamin a là một cái chất rất là đặc biệt nó giúp cho các đớm không xuất hiện anh da quý vị được rồi vitamin c là làm đảo hóa da rồi cái nhau thai cù nhau thai cù theo nghiên cứu đó quý vị đặc biệt của nhau thai cù đó mà hàng ngàn năm nay người ta chứng minh đó nhau thai là bộ phận nối liền giữa bào thai với dạ con của con cừu nó rất giàu cái amino acid nó có tác dụng loại bỏ nám và vết thâm và nó được mệnh danh là khắc tinh của nám và vết thâm nha thai cừu đóng cái vai trò quan trọng trong việc tái tạo hồng cầu trong cái mạch máu trong máu trong từng cái tế bào ly ti của da để cung cấp cái năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể và cho da đặc biệt là nó trẻ hóa da mặt Quý vị nha thai cừu đậm đặc với công thức đặc biệt mà trong cái viên thuốc này nó giúp làm mờ hết tất cả các vết thâm nám trên da quý vị sau một thời gian đúng mà nói xài tùy theo làn da quý vị bị nám nặng nám nhẹ tinh chất nhau thai cù nó sẽ thấm thấu rất nhanh vào cơ thể quý vị và đưa vào những cái mạch máu li ti đó để thay đổi cấu trúc bên trong da và chặn những vấn đề lão hóa chặn cái đốm nám phát triển và những đốm đen từ bên trong giúp da quý vị trắng sáng lên từ từ và đặc biệt nữa là nó kết cấu làm lại những tế bào bị tổn thương ngoài ra đó nó tái sinh làn da nó được gọi là reborn cái làn da là tái sinh cái làn da và đảo ngược lão hóa, đồng thời trị nám rất là tài tình. Rồi kế nữa là một cái chất gọi là alpha-lipoic acid. Thứ nhất, cái chất này đó quý vị, theo nghiên cứu khoa học đó là nó tăng cường cái độ đàn hồi của da, hay nhất là trị nhăn, giúp da mình căng mịn không có bị nhăn, ngăn ngừa nám bằng cách là làm các tế bào thoát khỏi cái tác hại của môi trường ô nhiễm, trẻ hóa tế bào trẻ hóa bề mặt da và hay nhất nó làm trắng da. Đây là một cái chất mà khoa học đã chấp thuận làm trắng da. Cái đến nữa là glutathione. À cái chất này thưa quý vị, đây là một chất mà FDA Hoa Kỳ đã chấp thuận làm thành những cái chất nước uống mà trì hoãn dấu hiệu lão hóa của da, giúp quý vị được trắng da toàn thân nha. Được trắng da toàn thân chứ không phải là trắng một chỗ nào đó và ngăn ngừa cái oxy hóa ra tế bào đồng thời đó nó thảy được cái độc tố và tăng cường hệ miễn dịch cho quý vị rồi tinh chất đậu nành trong viên thuốc này nó có một cái chất mà nó kích thích cái dòng ngực của mình nó sẽ nở to hơn cũng chống lão hóa da giảm nếp nhăn điều trị các chứng bệnh về tiền mãn kinh không bị bực bội nữa phòng ngừa ung thư vú giúp quý vị giảm cao huyết áp giảm cholesterol hay nhất là nó làm mờ nám, mờ tàn ngang và chống bệnh rãng xương. Rồi collagen peptide làm từ cá. Thì quý vị, quý vị biết collagen là gì rồi, đúng không quý vị? Thì trong cái chai nhau thai cù này, thần dược trên tay quý vị đó, mỗi một ngày 3 viên. Nó vừa có collagen, nó có vừa có chất làm trắng da toàn thân, làm nở dòng một của quý vị. Làm săn chắc dòng ngực quý vị làm tươi da, làm không bị lão hóa tế bào, làm phát sinh tế bào mới, ngăn ngừa chứng tiền mãn kinh, ngăn ngừa chứng rỗng xương, trẻ hóa tế bào. Đây là cái viên thuốc thần kỳ. Mỗi ngày quý vị dùng 3 viên, cái hộp thì nó có là 90 viên dùng được 30 ngày. Đó, vì kết hợp cái viên nhân thai cù này Ngọc Như garanti quý vị. Chỉ 3 tháng. Quý vị hoàn toàn đảo ngược cái làn da của mình kết quả xuất hiện chỉ sau 30 ngày đầu tiên. 30 ngày đầu tiên, quý vị thấy thứ nhất, da quý vị căng mịn. Các vết nám, đốm, tàn nhang, đòi mồi thăm da quý vị nó mờ dần. Da nó sáng lên thấy rõ, tươi thấy rõ, bề mặt da trắng thấy rõ luôn. Và sau thời gian dùng, cái dòng ngực quý vị nó được nảy nở hơn. Giảm cholesterol, giảm máu cao cân bằng nội tiết tố cơ thể. Đây là một cái viên thuốc mà 3 năm qua công ty Bimo Đức Hàng. Biết ngày xưa tôi bán một, một tháng cả mấy chục ngàn chai. Đùng một cái dịch bệnh xảy ra, những cái farm nuôi cù hàng triệu con Nhật Bản ngưng hoạt động. Và người ta phải review lại, rồi phải nuôi cù lớn lên lại, rồi phải lúc mà nó sinh ra đó, mới cho, mới lấy được cái nhau của nó, rồi mới thủy phân ra, mà quý vị trước 3 tháng con cừu nó sinh á là người ta phải cho nó ăn một cái loại cỏ đặc biệt để khi mà nó sinh ra cái nhau của nó mới dùng được quý vị và khi có được cái nhau cừu rồi lúc này cái hệ thống thủy phân phải thật tối tân để chi để nhập vào hoa kỳ fda hoa kỳ mới chấp thuận cho đưa vào miệng của người dân hoa kỳ đây là sản phẩm tuyệt vời của nhật bản thì nếu quý vị là những người nám nặng làn da lão hóa nặng hãy liên lạc ngay 1888 933 7624 933 7624 để tìm hiểu các nhân viên trực tổng đài của call center của công ty Billmore sẽ giải thích cho quý vị là đây là sản phẩm như thế nào, tác dụng như thế nào và giá là bao nhiêu. Nếu quý vị là lần đầu tiên mua nhau thay cùng, quý vị sẽ được mua một phần, một tặng một, một tặng một cho lần đầu tiên mua quý vị nha Thì quý vị hãy thử đi Chỉ một hộp thôi chứ không có lâu đâu Câu trả lời sẽ nằm cái chai thuốc này à, Một như thế có rất là nhiều công ty quảng cáo mà Những nghệ sĩ nổi tiếng như MC nổi tiếng quảng cáo Nhưng mà người ta không có phân tích được chất trên này Bởi vì người ta không phải là nhà sản xuất Còn công ty Vimo chúng tôi là nhà sản xuất ra nó Chúng tôi biết là nó có cái gì trong đó Và cái đó tác dụng như thế nào thưa quý vị câu trả lời không phải là Ngọc Nhi nói được hay hay nói dở mà câu trả lời nằm trên cái sản phẩm chứng minh bằng chính năng lực của nó vì vậy quý vị hãy gọi thử đi một hộp như vậy đó 80 đồng cho 90 viên mua một tặng một có nghĩa rằng một hộp dùng một tháng 80 đồng được hai hộp dùng được tới hai tháng là trong hai tháng đó đảo ngược tiến trình lão hóa của da đảo ngược tế bào da, tái tạo tế bào mới cho da, phát sinh tế bào mới, làm trắng da toàn thân, tăng kích cỡ dòng một săn chắc hơn. Nếu quý vị nào đang bị nám, thì quý vị sẽ thấy làn da của mình thay đổi tuyệt vời nếu việc kết hợp với nhau thai cù serum. Ban đêm, nếu quý vị dùng serum nhau thai cù thoa lên da của mình, sau đó thoa dark spot lên và dùng 3 viên nhau thai cù viên. Rồi quý vị sẽ thấy được là cái sự thay đổi thần kỳ trong làn da của quý vị nha quý vị nha. Thì xin nhắc lại, trong cái chai nhau thay cù đặc biệt này, hàng ngàn khách hàng đã chờ 3 năm nay. Cứ gọi hoài tội nghiệp các chị đó gọi, nhau thay cù về chưa em, có lại ở thị trường chưa em. Khó lắm quý vị. Những năm dịch bệnh đã giết hàng triệu, hàng triệu cái, cái con cù ở Nhật Bản. Người ta phải build lại. Và bây giờ, khi nhập vào Hoa Kỳ, Người ta rất chính phủ Hoa Kỳ rất là sợ lây bệnh ở dân của họ cho nên những cái viên thuốc mà đưa vào miệng được xét rất là kỹ càng. Và đây là cái viên nhau thai cù thật, sip placenta là nhau thai con cừu. Thì trên màn hình là cái bảng thành phần của nhau thai cù của cha thuốc Beautydo này. Với nhà hành kinh quý vị hãy nhìn kỹ. <laughs> trên bảng là thành phần của nhau thai cù Quý vị hãy nhìn kỹ trên màn hình. Thứ nhất là vitamin A là một cái chất làm trắng da. Thứ nhì là vitamin C, giúp đảo ngược tiến trình lão hóa và làm sáng da. Thứ ba là collagen peptide. Trong một viên nó có 930 mg, một lần uống 3 viên là nó gồm nó đã có được là 2 mấy trăm mg collagen bằng những cái chai collagen dởm dởm ngoài thị trường 2.000 mấy đó quý vị. Rồi nhau thay cù extract tới 51 mg là quý vị. Rồi rượu rượu nho đặc biệt là rượu đỏ đó quý vị là một cái chất mà chống lão quá rất là hay rồi chiết sắt từ đậu nành rồi alpha lipic acid rồi glutathione đó là những cái chất mà nó giúp quý vị đó là chống oxy hóa cơ thể nè chống lão hóa da nè ngăn ngừa mụn nè từ rượu đỏ nè giảm mụn từ rượu đỏ nè khôi phục da hư tổn từ rượu đỏ nè xóa nếp nhăn nè làm tươi làn da nè rồi glutathione nó là một cái chất đó là làm trắng da nè, rồi à, trắng toàn thân nha quý vị nha, giải độc tố cho cơ thể cho da nè. Rồi à, alpha lipoic acid là một cái chất tăng cường độ đàn hồi của da nè, cũng giúp da căng mịn nè, ngăn ngừa nám trị nám nè, bảo vệ tế bào khỏi bị tác hại của môi trường nè, làm căng cái bề mặt da nè. Rồi à, đậu nành là tăng kích thước dòng một nè, chống lão hóa nè, à, điều trị các chứng bệnh tiền mãn kinh nè phòng ngừa ung thư vú nè giảm cao huyết áp nè làm mờ nám tàn nhang nè chống loãng xương nè đó rồi cuối cùng nữa đó là thưa quý vị làm nhau thay cụ chánh thức của nó là tái sinh và phát triển tế bào mới cho da trẻ hóa da phục hồi da hư tổn tái tạo mặt da xóa nếp nhăn cuối cùng đây là một cái viên thuốc thần kỳ nó giúp quý vị vừa trị mụn vừa làm đẹp da vừa tái tạo da vừa trị nám vừa ngăn ngừa rỗng xương, vừa cải thiện các thước dòng một. Rồi lại đặc biệt nhất của nó nữa là gì? Giúp quý vị ngăn ngừa cholesterol và cao máu trong tương lai nữa. Thì thử đi quý vị. Đây là cái viên thuốc mà Ngọc Nhi rất là thích. Mà thưa quý vị, 3 năm rồi bị đứt hàng. Hàng ngàn, hàng chục ngàn các chị vẫn nhắc nhở tới ngày hôm nay. À, lần này thì chúng tôi lại tăng cường thêm những chất đặc biệt nữa. Quý vị gọi ngay bây giờ 1888 933 7624 1888 933 7624 Quý vị gọi ngay Thưa quý vị Thì quý vị đó hãy hãy thử một lần đi Quý vị biết không à, Khi mình bị nám á, Quý vị rất là hoang mang Lo âu Rồi với lại bị gạt nhiều quá nữa Quý vị biết không Chỉ có một cái chị bạn đó Là khi mà chỉ bị nám đó bị lão hóa da đó gặp như nói nhiều lần rồi là cái cơ thể của mình tạo ra không biết nghe lời ai đó về việt nam chơi cứ biết sao không đi mua thuốc rượu đó quý vị mua thuốc rượu thoa lên mà thuốc rượu là quảng cáo là thần dược trời đất ơi có mấy tháng sau cái mặt nhìn không ra luôn à một việc nữa như thấy đó là hiện giờ trên facebook của quý vị có quá nhiều nhân tài nhưng cũng như thấy có một cái facebook của một cái bà đó là người dân tộc dám dựng những cái cảnh giả là được chính phủ cấp bằng sáng chế rồi báo chí đang mà làm giả hết đưa lên là trị nám người dân tộc tày gì đó không biết quý vị có biết rằng đó là không có ai trị hết, hết hàng triệu hàng triệu người không trị hết rồi những cái trang facebook mà có những cái người sư á những ông sư đó là đứng ở trên đó quảng cáo là những cái thần dược thuốc bắc trị nám nữa như không hiểu được rồi à, có những cái bức hình mà người ta chỉnh sửa bằng photoshop thấy rất là rõ mà quý vị không phải trong nghề không biết thành ra trên facebook có hàng trăm những cái trang facebook mà người ta tạo ra để bán hàng mua hàng facebook một cái một cái vấn đề như thế này nè là chính mình gạt mình trong tương lai luôn họ cắt cái đường sinh sống người khác họ tặng cái facebook tên là nguyễn thị an nguyễn thị b gì đó họ quảng cáo như thần dược quý vị ùn vô mua Xong cái họ đóng Facebook lại hết Và tạo Facebook khác ra Bây giờ đi kiếm ai đòi tiền đây Kiếm ai mắc đền đây Xài hỏng quốc Làm ai đây Báo đăng hoài Thì Thành trước khi quyết định một cái sản phẩm cho làn da của mình Thứ nhất Vì cần tìm hiểu cái nguồn gốc công ty đó Nó có nguồn gốc bao nhiêu năm Công ty Biu đã 15 năm ở thị trường Hoa Kỳ, 15 năm ở thị trường Hoa Kỳ hàng mấy chục sản phẩm được fda chấp thuận cho bán rồi thứ nhì quý vị tìm hiểu coi là cái người đứng đầu công ty đó họ có chịu trách nhiệm với sản phẩm của họ không hay là họ mướn những ca sĩ những diễn viên những mc nổi tiếng vì cái danh của những người đó thôi đứng ra nói quý vị và ngọc nhi thường thường mình hay tin những người nổi tiếng lắm thích người nổi tiếng là nghe theo thích cái cô diễn viên đó là mua đồ của cổ mặc kệ là cái sản phẩm cổ nó có kết quả hay là không là sai lầm không phải sản phẩm của cổ mà là cổ được mướn để quảng cáo hầu như 90 phần trăm những ca sĩ diễn viên MC không phải sống bằng tiền diễn mà đủ mà sống bằng tiền người ta mướn đi quảng cáo cho một cái sản phẩm nào đó thì khi họ quảng cáo đó họ không có tìm hiểu được cái nguồn gốc đâu quốc hay không đâu cứ tiền cao là nhận quảng cáo biết điều này mà phải không quý vị rồi có những cái một một cái người có những cái người diễn viên nổi tiếng thấy phát, phát cười vậy là Quảng cáo cái sản phẩm thứ nhất là đứng đầu thị trường. Đây là sản phẩm đứng đầu thị trường. Nhưng ngày hôm sau cũng quảng cáo sản phẩm khác. Cũng đây là sản phẩm đứng đầu thị trường. Vậy hai thằng nào đứng đầu đây? Nghĩa rằng nhận tiền quảng cáo, nói cho hay, dùng cái bộ mặt của mình, dùng cái tên tuổi của mình mà khách hàng yêu thích để bán hàng cho người khác. Mặc kể rằng cái sản phẩm đó, họ nguồn gốc tại đâu người ta không biết. Và có những nghệ sĩ đó họ quảng cáo tới ba bốn sản phẩm họ đều nói là đời top hết vậy thì cái nào đời top thiệt đó thì quý vị hãy tìm những công ty mà cái bản thành phần người ta dám công bố công khai lên và cái người mà sản xuất ra cái sản phẩm đó người ta dám chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình chứ có những cái sản phẩm mà khi thấy có những người quảng cáo nghệ sĩ đó à, một thời gian đầu quảng cáo rầm rộ cái sao cái đù, bùng nổ báo chí ra cái người sĩ nói tôi không biết à, tại vì họ muốn tôi quảng cáo thôi những người nghệ sĩ trả lời một cách vô trách nhiệm với khách hàng của mình à, tôi không biết tại tôi nghe vậy thì tôi làm theo tôi muốn tôi quảng cáo chủ chịu trách nhiệm thì quý vị thưa ai đây đúng không một lần nữa hãy bình tĩnh và đừng vì yêu thích một ca sĩ nào một diễn viên hài nào một mc nào mà mua hàng của họ mà khi họ biết hàng đó ở đâu ra, họ lợi dụng cái tình thương quý vị để bán món hàng cho một người khác mà người khác đó có lương tâm hay không, quý vị không biết người nghệ sĩ đó chỉ vì đi được thuê mướn quảng cáo kiếm sống thôi, bởi vì cái đồng lương ca sĩ không có đủ sống hay là diễn viên MC như vậy, thì hãy thận trọng, làn da là của quý vị, sức khỏe là của quý vị. Tiền là mồ hôi nước mắt của quý vị. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Một lần nữa, quý vị gọi 1888 933 7624 để nhân viên chúng tôi có dịp giải thích từng chất quý vị. Và những mặt hàng của Will được nhập từ Nhật Bản vào hay là Hàn Quốc vào hay là Đức Quốc vào đều có được sự kiểm duyệt của FDA Hoa Kỳ. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong 15 năm qua. Chúng tôi rất là cố gắng để phục vụ quý vị tiếp theo cho hàng mấy mươi năm trở về sau nữa. Cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng và kính chúc quý vị một ngày làm việc thật vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.